Đây là vặt dưa của cậu nhà em. Quả to vứt hết, còn quả nhỏ ăn chậm nát hết. Nói đi, quay tiếp luôn cho ông xem. Đang quay tiếp đây. Mọi người này xem cái vặt dưa của ông Phan Tôn này. Người lao động mà làm hết cả hơi này. Mà trừ ông về có tí này. Ông làm vặt dưa cháy đen nhất hết này. Mọi người xem cái vặt dưa của ông Phan Tôn này. Bà Chí Trân mới biết. Vặt dưa mà phá từ đầu đến đuôi. Bây giờ có về cái hội ban trưa mà phá từ đầu đến đuôi hết. Mọi người xem thấy của người nông dân xã Dân Quyền, huyện Dân Châu này. Mà đã đi bắt được mấy thằng kẻ trộm rồi, họ nhủ vài quẹt cây dưa thì vài quả dưa không ăn thua này. Bà con nằm cả mưa cả nắng này. Mọi người xem vặt dưa này. Đạp hết, đạp bẻ hết, tan nát hết, không cho bò ăn được nữa, chứ phải nào cho bò ăn một. Cả vợ cả chồng có mấy dưa đi mà canh cả trưa, cả ngày còn có hồi ban trưa này. Dưa đang mơ đi mà mọi người xem này. Xã Dân Kỳ nhóm đây mà coi này. Đó, thôn 2 dân cho bà con thôn 2 này. Nhóm xem vặt dưa này. À, đi mà báo với ban thôn với chủ huy thôn là khuyến nữ là lên là để báo với xã cho họ loa phát thanh lên, bây giờ hiện trừ là thôn 2 đang còn nhiều người đang còn dưa này. Và bây giờ để cảnh cáo cho những cái người mà làm dưa sau này phải lên loa phát thanh tình hình ở đang cái bà con làm nông dân mà làm những quả dưa đi thì ai mà nữ được làm một quả dưa mà cả đêm cả hôm này còn có hồi ban trưa về mà phát cái vặt dưa mà như hoa nở trên mặt hoa đông luôn, rậm này, rậm không cho có thể cho bò ăn được nữa này. Các bà con nhau coi nè, coi xã làm ăn là đăng ạ. Bà cứ nói là vài quả dưa thì chi mà phải bắt lên bên đi khác này. Đó, trước đây là vạt của con nhà ông Thế là một vạt này, nhà chú Tý Quynh một vạt này, hai nhà hai vạt đều đi ở bữa đây đến bắt ông Tôn. Đó. Các bác con nhân dân thôn 2 nhìn xem vặt dưa của ông Phan Tôn đó. Hiện dư hàng ba một làm vặt dưa mà không còn một quả mà ăn này. Chưa quả téo téo lại mới bằng nắm tay còn đạp hết. Cứ một cái hai quả mà quả vẫn đẹp. Đạp đẹp hết, không còn quả mô đó. Đó, bà con coi thử là vặt dưa có thử nữa. Làm mà đi con người đồng dân đi có phải là khổ nữa. Làm đến giờ ăn rồi thằng không cho ăn. Thiên nhiên mất thì nó là đã đanh như... Vừa đến mồm ăn mà hắn phá là đi. Thì xã cũng phải làm mà răng, ở thôn cũng phải làm mà răng chứ. Bây giờ nói đến xã đã xã nó phải trái dưa không ra cái chi. Chứ làm mà chi? Làm thế sinh con người đồng dân làm mà chi nạ. Cũng phải là lên loa phát thanh cảnh cáo rồi đó. Nhòm coi kìa. Mùa các ông cứ thấy thu thản. Thu thản thì cứ thu đều đều. Bà mô bà con mô chưa đến thì gọi rầm rầm điện thoại đến. Chân lành tay lắm. Cái chuyện đã đi thì không để ý. Không ai để ý đến cái vặt dưa nè. Kêu rồi nè. Không lên. Phải lên quay cho cả xã Dân Kỳ coi chứ phải huyện Dân Châu mà xem luôn chứ. Người nói một người coi nè. Của ông Phan Tôn đây. Chú của Phan Nhường và Phan Hào đây. Thôn 2 đó. Thôn 2 đó. Anh của Phan Nhường đó. Nó vặt dưa này. Đó. Bà con nhóm đó coi nè. Nhờ mọi người chia sẻ nha để giúp cậu. Đây là chủ nhân của vườn vật dưa đi nha, làm hết cả hơi mà không được ăn. Nhờ mọi người chia sẻ nha. Để giúp cậu. Dưa hắn làm đến giờ ăn rồi mà hắn phá hết. Phá hết cả vạt luôn. Có hồi dưa mà phá hắn vứt hết quả to là còn lại quả nhỏ mà hắn dập nát hết. Hắn dập nát hết cả vạt luôn này. Thật dưa mà chậm hết. Giờ giọng không ăn, giờ giọng không ăn ăn mít à? Đây là chủ nhân của vặt dưa này, đang còn nằm khóc. Nhà ông Tôn Tuyết ơi.
Này, vặt dưa này, vặt rậm hết, quả to mất hết rồi. Còn này quả vừa vừa nó rậm hết. Nó biết quân mua à nè. Này, nằm khóc từ khi này khi trưa giờ này. Đây là chủ nhân của vặt dưa. Già này chăm vặt dưa hết cả hơi, dưa ăn rậm hết. Thương thương lắm à, lên mà thấy nằm khóc lúc à. Gần nhà cũng kêu đi anh Thắng. Này, lên mà thấy nằm khóc lúc rúc à. Hắn dậm hết. Quả to thì hắn vắt hết sách rồi. Còn lại quả nhỏ hắn dậm nát bét hết. Hắn dậm quả vạt chị cũng nổ biết. Chị cũng nổ bên mảng kinh doanh dưa chị không biết nữa. Nó biết ai cậu về có hồi buổi trưa mà hắn lên mà hắn đã dậm hết đi rồi. Mấy bà kiểu thôn với xa mà xa nói là có mấy quả dưa căn họ nó xuống. Dưa nó mấy quả dưa chi làm hết cả hơi. Là quả dưa canh gà trưa cả nắng. Chắc cũng đến đó Duy ạ. Tại vì cả vạt mà làm đã bán mô. Quả to thì hắn vặt hết rồi, quả nhỏ thì hắn rất bét hết này. Như mọi người chia sẻ để cho thôn xã xuống làm việc giúp cậu nha. Làm quả dưa hết cả hơi à. Đến giờ bán thì mà lại không được ăn. Giờ cái loại đi hắn dậm mà nhiều quả hắn dậm mà vùi cả đất. Sợ bò cũng nổ ăn được. Trưa về có tí. Trưa về ăn cơm có tí mà lên thấy vặt dừa nằm góc từ khi trưa giờ đây. Duy chưa ăn dừa à? Dừa Duy. Cậu nói là dưa thì không tiền mất thì không tiếc mà tiếc cái công à. Đi cả nắng, canh cả ngắn nắng cả trưa. Như mọi người chia sẻ để cho xã với thôn xuống làm việc giúp cậu. Thank you.
mấy bà về kêu xạ rồi đang mà lại thấy mấy bà nói là kêu mà hắn không xuống hắn á. Ừ, thương lắm bé ạ. Lên mà thấy nằm khóc rúc rúc à. Này, mặt dừa mà ăn chậm mà. Thà ăn bứt, ăn trộm thì ăn bứt, thì ăn bứt quả to cho ăn đi. Thì ăn còn quay lại ăn chậm hết. Thấy mấy bà nó kêu xạ rồi mà xạ không xuống anh ạ. Của nhà ông Tôn... ông Tôn Trinh, thôn 2, Diễn Kỷ. Nhà dưới làng, chắc thơm cũng không biết mà. Ông thôn, ông Tôn nằm đây này. Trưa ông canh ở cả buổi sáng nhưng mà buổi trưa ông về co tí ăn cơm lên thấy gì rồi. Làm vặt dừa công nhiều hơn của đây. Công bỏ ra. Để mọi người chia sẻ nha. Chia sẻ để giúp cậu cho thôn xã xuống làm việc nha. Chắc em tắt livestream về. To là liếc hết còn cái chậm này. Mình lại có để chậm kề hết. Chậm. Chà ôi, chậm bé bét luôn. Chậm. Vắt dưa này, quay vắt dưa lại cho mọi người nhìn này. Chà ăn hát đi bay. Chà vừa. Lên dưới nằm khóc rúc rúc mà thương hại ớm. Làm mặt chưa hết cả hơi à. Này hắn chậm mà hắn chậm nó đi. Dễ ác độc lắm. Hắn vô đến nhân phá hoại đấy để hắn đi hắn nào. Ác thầy. Cho ăn cái mô thì ăn đi bay mà hắn khác của người ta đi bay. Cô ớm ơi.
Quả dưa mà không thể ăn được quả mô nữa hết. Ăn bỏ không ăn được. Dấp mà đất vui hết. Dấp dấp bát. Nhà ông Tôn Đạt ơi, chia sẻ để giúp ông Tôn cho thôn xã chúng làm việc giúp ông Tôn nha. Đạt kêu 500 anh em vào chia sẻ bài cho đấy. Thấy mấy bạn nói kêu mà không xuống lắm ạ. Thôi nha, chào mọi người nha, em tất lại tìm đường về đây. Đây là chủ nhân của vật dưa mi, ông Phan Văn Tôn. À đó, ở đó thêm Phan Văn Tôn ở thôn 2. Đã khổ rồi còn không tha. Em tắt lại tim đây. Tắt ở đâu ấy?